Xin chào buổi sáng mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại. Mới sáng sớm á mọi người ơi, tranh thủ hôm nay mình đã đi rừng tiếp, đi vào kiếm nấm vàng. Giờ này mới có 7 giờ mấy, 8 giờ sáng à, mấy đứa nhỏ nó còn đang ngủ ở nhà đó. Mà mình tranh thủ mình đi sớm, tại vì bữa nay cuối tuần á, nhiều người người ta sẽ đi đi hái nấm rất là nhiều. Và với lại mấy bữa nay trời mưa quá trời mưa luôn. Nó mưa liên tục 3-4 ngày thì mình nghĩ là cái nấm nó sẽ giống như nó lên cao quá, nó mọc lên nhiều quá. Nên hôm nay mình sẽ tranh thủ mình đi sớm để xem coi hôm nay kiếm có được nhiều nấm không. Nấm nó vẫn còn bé quá mọi người ơi, nó chưa có to lắm. Cây nấm nào cây nấm nấy bé xíu à. Đây nè, nó trốn ở dưới cái lớp rong rêu đây nè, nhưng mà nó còn nhỏ quá à. Thôi để chừa lại nó đi, từ từ hả hái. Đây mọi người thấy không, những cái đốm vàng vàng á, đây là những cái nấm á, nấm nó còn nhỏ xíu à. Mưa bữa giờ quá trời nhiều luôn mà sao nó vẫn chưa có mọc to lên ta. Đây cũng là cây nấm nhỏ xíu à. Ô mình thấy cái cây nấm này, nấm này nó kêu là nấm krem lỏ đó mọi người. Si krem lỏ. Cái nấm này ăn được. Cái mùi của nó mình sẽ hái lên cho mọi người xem nè. Đây là cái nấm si krem lỏ. Khi mà mình hửi cái mùi của nó đó thì nó sẽ có cái mùi giống như là cái mùi con tôm á. Cái nấm á thì thường á, khi mà mình muốn thử xem nó có ăn được hay không thì mình sẽ xem ở dưới cái phần nấm này, cái chân nấm nó không có cái đôi vớ giống như là cái bao ở dưới cái chân á, mà nó thơm cái mùi nấm. Mình có thể mình lấy một miếng như thế này nè, mình bỏ vào miệng cái lưỡi mình nếm, nếu mà cái vị nó ngọt ha, mà nó không có bị tê cái đầu lưỡi của mình á, là cái nấm nó ăn được. Khi mà cái nấm á mình thử á, mình cắn ở trên đầu lưỡi của mình mà mình phun ra, cho dù đó là nấm độc đi nữa thì mình cũng sẽ không có bị nhiễm độc á mọi người. Mình tiếp tục phát hiện ra hai cây nấm khác. Cái cây nấm này á, mọi người xem cái thân nấm của nó là màu nâu, và ở dưới cái đây, ở bên dưới cái nắp của nó đó thì nó cũng rất là giòn. Mình để vô thì nó cũng bể rất là dễ dàng. Và cái nấm nó cũng không có cái đôi vớ ở dưới chân. Khi mà hửi cái nấm á thì nó có cái mùi rất là thơm. Nó thơm như là cái mùi hạnh nhân á. Thì cái nấm này á, nó gọi á, là Mandan Krem lạ của cái tiếng Thụy Điển. Tiếng Việt thì mình không có biết là nấm này là nấm Việt, tại vì ở Việt Nam mình chưa có bao giờ mình đi hái hết trơn á, chỉ đi qua Thụy Điển. Mình học ở trên sách và được một số người bản địa đó, người ta chỉ cho mình á. Rất là thơm mọi người ạ. Cái nấm rất là đẹp. Hai cây dính liền với nhau. Cho em vào giỏ. Ôi trời ơi, thấy không, cái này á là không bao giờ chơi được ném bóng chuyền hay là bóng rổ hay là gì được hết trơn á. Đi chơi mấy môn thể thao rất là dở, tại vì mình dở về mấy cái ném này lắm. Hái nấm á, bởi vậy người ta nói á, không phải là ai đi hái cũng sẽ thấy á, tại vì nhiều khi mấy cái nấm này là mình đi từ xa mình nhìn, mọi người nhìn như thế này nè thì mình rất là khó phát hiện ra, nhưng mà nó nằm như vậy nè. Đây một em cũng khá là ok, không được to lắm nhưng mà cũng ok thôi. Em nấm vàng đầu tiên chị đã phát hiện ra em rồi. Cho em vào rổ. Nãy giờ bắt được nhiêu đây nè mọi người. Bên đây nó cũng có một cây nấm, nhưng mà cái nấm này là nấm độc. Nấm này không ăn được, tại vì cái chóp của nó nè, mọi người thấy không, nó rất là nhọn. Nó nhọn lên trên đầu như cái dù vậy đó. Thì những cái loại nấm như vậy là nấm độc, mình nên mà bỏ qua, không hái nó, cũng đừng đụng vô cũng tốt nhất. Xem coi còn em nào nằm vòng vòng đây không. Nãy giờ thấy rất là nhiều cái nấm nhỏ, nhưng mà nấm to thì chả thấy đâu hết á. Đằng kia nó cũng có thêm một cái cây si krem lá nữa nè. Mình vừa phát hiện ra đây. Nhưng mà cái cây này thì nó mọc to quá rồi, nó khô rồi, nó hết ngon rồi. Bên đây, đây là một em. Mình nhìn cái nấm màu đỏ ha, mình cứ tưởng đâu nó là nấm độc. Nhưng thật ra nấm này không phải là nấm độc.
cái thân nấm màu màu đỏ mà đỏ bọc đô. Những cái cây nấm độc á thường nó màu đỏ và nó đỏ đỏ chói luôn á, nó đỏ chói và nó có những cái đốm ở trên ở dưới đây nè. Để dễ phân biệt ra cái nấm ngon á là khi mà nó còn bé thì nó sẽ màu như vậy, nó mọc to hơn một tí xíu thì nó sẽ ra màu khác một chút xíu. Và ở dưới khi mà nấm bé ở dưới thì nó sẽ có một cái lớp màu hồng hồng, nếu như nó đánh má hồng ở trên cái cây vậy đó. Cái thịt của nó thì nó sẽ chắc hơn, mọi người có thể thấy nè. Đây, hai cái thịt nó chắc hơn. Khi mà cây nấm này về thì mình cũng phải lấy cái dao á, mình cắt nó ra. Để mình xem coi bên trong nó có con sâu hoặc con dòi hay không á. Đây, phía bên trong nè, mình cắt ra cho mọi người xem nè. Nó mọc to rồi thì nó xốp. Hai cái mùi thì nó giống nhau ha. Nó đều thơm giống nhau. Cái này nó còn nhỏ cho nên nó cảm giác như nó không có thơm bằng, nhưng mà ngửi ở dưới cái chân của nó thì thơm lắm. Và cũng ở dưới cái nắp của nó ha, rất là dễ giòn giòn giống như là cái phô mai á. Những ai mà ăn phô mai rồi, khi mà mình bào ra cái phô mai cứng nó rất là dễ bị bể ra. Nếm thử nó, chỉ cần lấy một miếng như vậy thôi, nếm thử rồi đầu lưỡi. Có cái mùi vị giống như là mùi cá đó mọi người, thì ăn được á. Đi nãy giờ toàn thấy mấy cây nấm bé không à. Nè mọi người thấy không, nguyên một cái dòng họ nhà nó nằm dưới đây nè. Nhưng mà nó nhỏ xíu xíu à. Sao không thấy nó mọc to vậy ta? Ôi, mình phát hiện ở đây ra một cái cây nấm. Nấm này á là nấm tay voi á mọi người. Cái nấm tay voi rất là thơm ha. Bẻ thử một miếng để mình hửi xem coi nó có ngon hay là không. Cái nấm này mình thấy ở trên ở ngoài chợ người ta có bán á. Ôi nó thơm cực kỳ luôn á. Nó thơm cái mùi rất là quyến rũ nha. Cái nấm này ở ngoài chợ bán mắc lắm luôn á mọi người. Ôi ôi cái cây nấm nó to. Trời sao mình hái sao mà chán đời quá vậy. Đây cho mọi người xem nè. Nó giống như là cái mùi, nó giống như là cái cây nấm nấm hương của mình vậy đó. Nhét cái gốc nó lại để cho nó mọc cái mới. Thơm lắm luôn á mọi người ơi. Rất là to. Cái nấm này ăn xào lên á, mình kho chay lên nó ngon lắm. Kế bên đó có một dòng họ nhà nấm phễu vàng. Chưa được to lắm nhưng mà thôi cũng tạm tạm đi. Mình hái cái này để mình lấy vía nha. Cũng ok. Bên này nữa, thường mấy cái nấm này mình hái thì mình xem vòng vòng xung quanh á, nó sẽ mọc rất là nhiều. Đây. Nhiều lắm. Thật ra nó vẫn còn khá là bé nhưng mà thôi, hái để lấy vía để đi kiếm thêm nhiều cây nấm mới. Đây mọi người, đã quá. Cây nấm này cũng tương đối nha. Cũng khá là ok. Cây nấm đầu tiên đẹp quá. Ngắt cái đuôi của nó đi, bỏ nhét lại vào trong đây nè để cho nó mọc lên lại. Thường mình sẽ làm như vậy thì năm sau nó sẽ mọc lên. Nhìn xung quanh nó để xem coi nó còn những cái dòng họ hang hóc nhà nó nằm ở đâu. Các em đâu rồi? Ở đằng kia có một em chị em lạ, nhưng mà thôi, anh mít anh nãy anh mới gọi điện anh dặn mình, anh kêu đừng hái nấm nào khác hết trơn á, chỉ hái cái cantharan thôi. Đây dòng họ hang hóc nhà em, chị đã phát hiện ra rồi em ơi. Đã quá đã mọi người ơi, quá trời to luôn. Mình hái nấm thì mình sẽ làm sạch luôn ở trong rừng luôn, cắt nó ra như thế này, phủi sạch nó. Người Thụy Điển á mọi người, người ta hái nấm trong rừng xong về người ta không có cần phải rửa đâu, tại vì người ta đã làm sạch như vậy rồi á, người ta cứ đem ra và ăn liền, xào lên ăn liền thôi, tại vì người ta nói nếu mà rửa như vậy cái nấm nó sẽ bị mất cái mùi cái vị. Đây một cái em này cũng to nhưng mà thấy có vẻ như nó bị bể cái đầu rồi. Không hên quá, không sao hết, to lắm mọi người. Trời ơi đã lắm, đi hái nấm mà thấy như vậy đã lắm. Mà thật ra mình nó thích đi hái hơn là mình ăn.
hái xong rồi về á, chỉ việc xào bơ lên thì anh mít anh thích lắm, ăn với lại bánh mì. Cây này cũng không to lắm nhưng mà kệ, hái nó luôn. Xong đi vòng vòng nữa thử xem coi còn nữa hay không. Ôi cái đường này bữa nay cái cây nó mọc tùm quá vậy. Đây 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 đây, xin chào các em. Ôi nhầm mọi người ơi, cây này là nấm độc nha, cây này ăn không được. Nhìn từ xa đó thì cứ nghĩ là nấm phở vàng đó, tại vì nó vàng vàng nhưng mà nấm này là nấm độc. Mình nhìn thấy ở trên cái vỏ của nó nè, cái nắp của nó nè, nó khác xa với lại những cái cây nấm thường. Cây nấm phễu vàng á thì nó sẽ ra thành cái phễu như vậy, còn cái cây nấm này nó như cây dù vậy đó, là không ăn được nha. Mọi người hái nấm mọi người nhớ cẩn thận ha. Mấy em đâu mất tiêu rồi, mấy em trốn đâu rồi? Trời đi, nãy giờ 15 phút luôn mà không thấy đâu hết. Đây, dòng họ hang hốc nhà nó, nhưng mà hang hốc nhà nó không ăn được. Nấm này là nấm độc. Nhìn từ xa xa vàng vàng, cứ thấy vàng là khoái, cứ nghĩ là vàng nhưng mà thật ra nó không phải là vàng, nó là vàng giả. Đây là cây nấm phễu vàng nhưng mà nhỏ quá. Vàng này thì toàn là vàng nhỏ không à. Tha cho nó luôn đi. Đây, nấm này thì ăn được nhưng mà nó bé tí. Đây 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 đây, em không thể trốn chị được. Em nằm em núp lùm. Nè mọi người thấy không? Những cái phôi nấm rất là nhiều ở đây nè. Thì mình đẩy nó lại như vậy đi thì mỗi năm nữa nó sẽ mọc tiếp cái mới, chứ mình đừng có phá nó thì nó sẽ mất hết, nó không còn nấm đâu. Một em tình tên thêm một cái em trốn ở dưới đây nữa. Em ơi, em đẹp quá mà sao em trốn chị? To lắm mọi người ơi. Thường á, nấm ở bên mình thấy ở bên Canada nó mấy cái nấm to đẹp quá trời luôn rồi, nhưng mà nấm ở bên Thụy Điển bên này toàn nó bé vậy không à. Nhưng mà nó bé nhưng mà nó nhỏ, nó có vỏ nha mọi người. Nó nhỏ nhưng mà nó rất là thơm. Cái độ dinh dưỡng nó rất là cao. Ngon quá. Đi xem cái trên kia nó còn hay không. Mình thấy thấp thoáng ở trên kia một màu vàng vàng. Cứ thấy vàng là mê nhưng mà không biết phải nó hay không. Ú là trời, mê quá luôn mọi người ơi. Đây, vàng, vàng, cả dòng họ hang hốc nhà nó. Chị sẽ hốt em hết em ơi. Trời ơi, nó giòn mà hái lắm, nó là một cái sực đã lắm mọi người. Cây này không to lắm, chơi nó luôn đi. Hái để lấy vía. Đi lên đây. Đã. Trời ơi mê quá, muốn nằm mà muốn hửi nó luôn vậy nè. Nằm tận hưởng. Bắt được vàng, đúng là bắt được vàng á mọi người. Đi vô rừng bắt được vàng. Trời ơi nó giòn, nó đã, nó thơm. Mọi người á, mình mà hay đi hái nấm á, đi vào rừng á, mà đi đến tới chỗ cái ổ nấm á, thì sẽ thấy nghe được cái mùi. Mình thấy nó màu vàng vàng nhìn như lá cây, nhưng mà nếu mà mình nghe được cái mùi của nó thơm, nó thơm phản phất rất là thơm. Trời ơi, ngồi bên đây mà thấy cả dòng họ bên kia nữa. Ôi trời ơi, mê quá. Trời ơi, bữa giờ đi lần này là lần thứ hai rồi đó, mới kiếm được cái nấm to như vậy nè. Ôi mình giống như không có số xác nấm hay sao á. Người ta đi, người ta hái quá trời nhiều luôn mà mình hái ít lắm, không có được nhiều. Đây mọi người, đã quá. Đi qua bên kia hái tiếp. Bên kia to lắm. Đi qua đây, hốt em tiếp. Ôi mê quá rồi. Đã quá. Ôi ôi, nó to lắm. Một em, hai em. Cái nấm bữa nay á, nó khô, nó không có bị ướt.
mưa xuống ấy, mình đi hái ấy, ngay vào cái ngày mưa đó thì nấm nó tươi hơn, nhưng mà nó ướt lắm, nó ướt á, nó không có khô và sạch sẽ giống như mấy cái ngày mà mình đợi khoảng một ngày. Giống như là nếu mà nó mưa buổi sáng á thì mình đừng có đi hái liền vào buổi chiều, mình đợi tới ngày mai đi rồi hả đi hái, thì cái nấm nó sẽ có thời gian nó khô á, nó sẽ ngon hơn. Đây, sạch sẽ xong tranh thủ đi kiếm chỗ khác tiếp. Mình nhớ mỗi năm đi tới đây nó nhiều lắm, mà sao năm nay sao kỳ quá vậy ta. Ôi, có cái vật ở dưới kia, có cái nào không? Đó, mọi người ơi, con mắt của mình cũng tinh tường lắm, chứ không có đến nỗi nào bốn mắt lận mà. Ôi, đi xuống cái chỗ này, sợ quá. Ôi, ngồi xuống đi, ngồi xuống lết xuống thôi, chứ nó cao quá. Đi hái có hai cây nấm mà lỡ mà té gãy giò cái là xui lắm. Hú là trời, u là trời, u là trời. Cả hang hốc, dòng họ nhà nó ở đây. Trời ơi, phát hiện ra là nó mê, mê lắm là mê. Cái nấm này nó giống như nấm bào ngư ở Việt Nam á. Mà nấm bào ngư ở Việt Nam thì nó màu trắng, còn cái nấm bên đây nó là màu vàng. Mình có cái dao này tiện lắm ha, kéo nó ra như vậy là làm mấy cái dơ đó mình làm sạch luôn ở trong rừng luôn, thì mình đi về nhà mình đỡ phải làm nó nhiều. Mê quá mê, trúng cái ổ của nó rồi. Mới vừa hái ở trên kia xong giờ đi xuống dưới đây lại tiếp tục tìm thấy cả một gia đình của nó nữa. Vào rừng hái nấm thích lắm mọi người. Vừa hái á, xong rồi cái im lặng nghe tiếng gió nó thổi nè, chim nó kêu. Rất là giống như là thư giãn. Đây, một cái ổ của nó thôi mà mình hái được bấy nhiêu đây nè. Rất là nhiều. Mới vừa hái ở cái cây bên kia xong, đi qua bên này thì mình thấy được. Đây, cả dòng họ của nó nằm đây. Nó trốn lấp ló. Vàng ơi là vàng. Vàng của Thụy Điển rất là nhiều. Ở trên kia nữa kìa mọi người, cũng một màu vàng. Trời ơi, đã quá mê quá. Trời ơi, hồi nãy vui lắm mọi người. Phát hiện ra cái ổ nấm á, cái mê quá, hái mà. Ôi, ở đây thêm một cây nấm nữa. À, mê quá đó, hái mà cái cứ đi lên nhảy lên hái rồi xong cái đi xuống dưới núi. Đi xuống hái cho hết một cái ổ nấm đó. Quên quay phim. Xong rồi cái, ủa cái điện thoại mình nó mất tiêu rồi. Trời ơi là phải leo lên tới tuốt ở trên cái ngọn núi ở trên đó. Rồi xong lại nhảy xuống cái đây lại. Ôi ở đây thêm một cái cây to quá. Đúng là thấy tới mấy cây nấm này là chịu hết nổi rồi. Hồi nó như cái bông hoa vậy mọi người. To quá trời to, nó này cài lên tóc là đẹp lắm nè. Mọi người thấy đẹp không? Như con điên vậy. Đi hái nấm là như vậy nè mọi người. Leo lên trên núi thấy bà luôn. Nhìn lại xuống dưới núi. Đây. Một rừng. Một rừng mấy em nó vàng khè một rừng. Ở dưới kia nữa kìa. Trời ơi, bây giờ lại phải lết xuống dưới lại núi nữa để hái nó. Nhưng mà không sao. Hái được em là chị vui rồi. Giống như đi tập thể dục luôn á mọi người. Mấy em này xinh lung linh, đẹp quá trời đẹp luôn, nhưng mà mấy em này thích chơi trốn tìm lắm. Cứ núp không à, núp lùm không à. Trời ơi, nó to, nó đẹp quá trời đẹp luôn à. Trời ơi, mê lắm mọi người ơi, mê mà chữ E kéo dài luôn á.
Để ở đây đi, lát nữa cho mọi người xem cái thành quả hốt được ở đây. Thêm cái em bên đây nữa, rất là to đẹp. Trời ơi, như cái màu gà vậy đó. Bỏ lại vô trong cái góc của nó, để làm sao hái tiếp. Trời bữa nay lạnh nha mọi người. Nó đi vô trong rừng ở trong đây á, mà gió nó thổi á, hơi bị lạnh. Ôi, cái nấm này nó nằm ở trong đây á, nó hơi bị ướt á, cho nên nhìn nó không có được đẹp lắm. Với lại nó nở bung ra quá rồi, hết đẹp rồi. Hồi năm ngoái á, mình kiếm nấm á, mình tìm được cái nấm to bằng cái bàn tay vậy nè. Nhưng mà mấy cái nấm như vậy thì nó rất là hiếm. Thường nó trốn nó núp lùm không à. Với lại vô mấy cái rừng nào mà sâu sâu á thì ít có ai đi vô á, thì nó mới được cái bự như vậy. Chứ còn nếu không á thì thường là mình thấy to là như là những cái nấm nãy giờ mình hái là to nhất thôi à. Thêm một em núp lùm trong đây nữa nè. Cái rong cái rêu á nó che lại á. Mình phải giật cái rong rêu lên thì mình mới thấy được nó. Thì điển nó không có rửa nấm khi ăn, nhưng mà mình vẫn rửa nha. Mình đem về mình rửa xong mình để mình phơi khô. Đây, trong cái bụi này thôi á mà được bấy nhiêu đây nè mọi người. Còn phía bên đây nữa nè. Cái nấm này nó nằm lung linh một chỗ, với bên kia nó trốn vòng vòng bên đây nè. Đó. Đi hai nấm á mọi người nhớ coi kỹ, nhìn kỹ nó ha. Nè, nó trốn vậy không à. Nó chuyên gia bả trốn vậy nè. Rồi mình mà nhìn phớt qua hay là mình đi mình không có lại gần mình xem á là mình bỏ qua nó. Bởi vậy á, tại sao, lý do tại sao mà nhiều người ta đi hái nấm á, người ta hái được nhiều quá mà có nhiều người lại không có. Hồi cái lúc mà mình mới qua thì điển á, mình không có biết á. Mình cứ đi mình nhìn trên trời không à. Xong cái người bạn người Thái Lan của mình mới bảo là trời mày hái nấm, nấm nó nằm ở dưới đất mình sao mày nhìn trên trời không, mày nghĩ nấm nó mọc ở trên trời à. Đó, xong rồi rút kinh nghiệm là bây giờ đi là phải moi móc bơi lên. Ôi không, đi lên đây nãy giờ hái xong cho mọi người xem á, xong bị sót. Ủa không phải bị sót mà là cái cây này nãy mình dục nó không có được đẹp á, mình vứt nó đi. Xong thôi, mệt quá mình biến quá, đem về cho ông mít mập mình không có công chuyện không làm, cho ông đi dọn mấy cái này hái về cho ăn, rồi thì cho anh ngồi anh tự anh làm sạch đi anh ăn nhé. Đây là thành quả ngày hôm nay mình hái được nè mọi người ơi. Cái nấm rất là to và tươi trong luôn. Giờ mình sẽ rửa sạch và mình nấu đồ ăn trưa. Đi về khỏi ăn sáng luôn, bây giờ ăn trưa luôn rồi, 11 giờ 12 giờ rồi mọi người ạ. Hôm nay mình sẽ làm món thịt gà xào cay với lại nấm phễu vàng và sốt phô mai nha. Đây là nguyên liệu nè, thịt gà, ớt và ớt tươi với lại tỏi. Mình cháy tỏi trước cho nó thơm. Thịt gà với nấm á, sau khi đã xào xong rồi chín rồi mọi người, mình không có nêm nhiều gia vị gì đâu, chỉ có mắm muối đường bột ngọt. Đơn giản thôi, những cái gia vị đơn giản thôi. Tiếp theo đó thì mình sẽ cho cái phô mai mozzarella, cho thật là nhiều vào đây. Mà mình chỉ bỏ vô trong cái micro thôi, mình bật khoảng 2 phút á thì cho nó chảy cái phô mai ra là ăn được rồi nha mọi người. Trời ơi, ăn cái kiểu này là bao mập luôn nè, quá trời phô mai luôn. U là trời, thơm ngon nước mũi. Thử một miếng nha, mời mọi người. Ngon quá à. Mời mọi người nha. Cái nấm này xào với gà với lại phô mai á, ôi trời ơi, nó thơm, nó ngon lắm mọi người ơi. Mà mình bỏ cái ớt vô nó cay ngon. Con ăn gói trà hả? Con chào mọi người chưa? Chào má mẹ vì xin lỗi. Ăn sáng rồi, nó ăn sáng rồi cho nên giờ nó không chịu ăn. Nó thấy cái dưa leo là nó khoái lắm mọi người ạ.
Mấy đứa nhỏ đó biết ăn nấm rồi. Ăn mít thì nó dỗ con Alice ngủ rồi. Cái nấm nó ngọt ơi là ngọt luôn mọi người. Nấm này nó thơm, cái mùi vị rất là đặc biệt. Cái nấm bào ngư ở Việt Nam á, nhìn giống nó như vậy á, nhưng mà không thơm bằng. Mình ăn thử là không có thơm bằng. Ngon quá trời ngon. Nè mình vớt cái nấm ra cho mọi người xem nè. Đây. Trời ơi, nãy mình đi hai nấm á. Mấy người thấy nhiều xe nó chạy tới cái chỗ mình hái ấy, có nhiều người phát hiện ra chỗ đó rồi, nhưng mà hên là hồi sáng này mình đi sớm á. Nên mình tới sớm mình hái được bao nhiêu đây nè. Mọi người nếu mà thích video thì cho mình xin một like phía bên dưới nha. Và đừng quên bấm cái chuông bên dưới để đón xem thêm được nhiều clip mới vào lúc 7 giờ tối hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào clip sau. Bye bye mọi người.